Dạ. Hôm nay đi sớm vậy? Dạ. Ủa, hình như dạo này là nhà cô có họ hàng tới chơi phải không? Nhà em hả chị? Ừ. Làm gì có ai? Có mà, nhớ bữa đó có cái cô chú nào tới mà. Chị có nhìn nhầm nhà em với ai không? Không, cái dãy này có ba nhà thôi, tôi nhớ hết trơn á. À, dạ, đó là cô giáo của con em á chị. Chị hẹn hò ở nhà em bao nhiêu lần rồi? Hai lần. À, anh ấy là chồng sắp cưới của chị, chứ không phải bậy bạ gì đâu em. Nên anh là tài xế, thường xuyên phải chạy đêm. Chị thì đi dạy suốt, cho nên chị chỉ tranh thủ gặp nhau có một chút thôi. Nhưng mà em yên tâm, chị không có làm gì bậy bạ nhà em đâu. Nhưng mà chị đang dạy con của em mà. Nó là một đứa trẻ bị bệnh. Chị là cô giáo sao chị có thể làm như vậy được hả? Chị vẫn dạy bé mà. Chị quăng cho nó một cuốn sách, rồi chị nhốt nó trong phòng. Như vậy gọi là dạy hả chị? Trẻ con trầm cảm, cần yên tĩnh và thời gian thích nghi em ạ. Con của em bị thiếu khả năng giao tiếp, cho nên em mới mời cô về đây để giao tiếp cho bé, để cho bé nó mạnh dạn hơn. Chị bỏ bé một mình như vậy, còn ý kiến này ý kiến nọ là sao? Em nói vậy thì thôi, chị xin nghỉ dạy. Mấy ngày qua, tốt thì chuyển khoản lương ra cho chị, không thì thôi, coi như chị tặng bé. Cô giáo gì mà mất dạy vậy trời? Con tức chưa nói được câu nào mà bị mặt nặng mày nhẹ vậy đó cô. Trời, thế sao bây giờ mới phát hiện ra? Mấy bữa trước không biết cái camera nó bị cái gì, con vô nó có bị đứng hình hoài à. Con cứ tưởng là cô giáo từ trung tâm giới thiệu thì sẽ đàng hoàng, ai mà ngờ đâu. Cái cô này ghê thiệt á. Nhưng mà cũng may là chỉ hẹn hò thôi, có người hả còn ăn cắp đồ rồi bắt cóc con nít đem đi luôn đó. Thôi con ơi, trời ơi, con nói tào lao không à. Nói đi lần rồi tụi tôi hoang mang nữa. Thôi lo làm việc đi. Thiệt á, giờ nhắc lại tôi còn tức vậy nè. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây hay lắm. Tôi nói để tôi qua tôi trông chừng thì mặt nặng mày nhẹ, rồi còn tự nói là ra riêng rồi tự lo được. Giờ trắng mắt ra chưa? Ôi trời ơi, má đã nói rồi, thằng nhỏ nó phải có người ở cùng hoặc là đem về đây nè, có ông bà trông chừng có phải đỡ hơn không? Má nói riết rồi tụi bay nói má nhiều chuyện. Giờ tính sao đây? Con cũng chưa biết nữa nè. Hay là đợi con Vi nó về, rồi con Vi đưa em nó trở lại trường. Ủa, giờ bà tin tưởng cái Vi như vậy à? Ừ. Ông thấy mỗi lần thằng nhỏ về đây á, nó ngoan ngoãn sao? Mợ Vi nó nói cái gì là nó nghe theo răm rắp cái nấy vậy đó. À con. Dạ. Hồng ấy cuối tuần này Vi về nè, con nói chuyện với Vi coi sao. Anh Quang đi đón chị Vi cho má. Rồi. Má. Hả? À con. Ủa, dạo này còn coi bài hả má? Thì má cũng coi cho vui vậy đó. Nhưng mà sao dạo này thấy không có hên con ơi. Thấy sao mà mất tiền hoài. Má, mấy đứa đâu hết rồi? Mấy đứa tụi nó đi chơi hết rồi. Ủa mà nay hỏi tụi nó chi vậy? Dạ có cái gì đâu. Má, má uống nước đi má.
Ủa có chuyện gì vậy con? Má cho con hỏi cái này được không? Ôi muốn hỏi mấy chuyện hỏi chứ. Má. Má cho con mượn sổ hồng vài tháng nha. Ủa sao tự nhiên mượn sổ hồng? Dạ tại công việc của con đang cần vốn. Má cho con mượn sổ hồng, con thế chấp ngân hàng, con vay vốn. Khi nào xong việc á, con trả lại sổ hồng với tiền lãi, coi như là con vay má vậy đó. Thôi, má không cho mượn sổ hồng đâu. Đâu có biết công chuyện làm ăn của con ra làm sao rồi, tự nhiên đem sổ hồng đi rồi cái mất tiêu luôn cái sổ hồng rồi. Thôi không được. Công việc của con sao lại không được? Con làm ăn đàng hoàng, chứ phải ăn cướp ăn trộm cái gì đâu mà má sợ. Chẳng qua là công việc của con á, đang cần vốn nên con mới nhờ má. Mà cái nhà này á là cũng do con xây. Bây giờ con nhờ má, má lại làm khó dễ con là sao? Ủa, vậy sao con không về con mượn nhà của vợ con rồi con thế chấp con cầm gì đó đi? À, sợ vợ chứ gì? Má lúc nào cũng lôi vợ con vô là sao vậy? Bộ má nói không phải hả? Vợ con là một cái đứa toan tính, keo kiệt, ki bo. Lúc nào nó cũng ôm hết tiền, nó quản lý tiền. Cho nên con đâu có được cái tiền để mà làm theo ý mình đâu. Bây giờ mới qua đây mượn nhà của má nè. Vợ con không có như vậy. Lúc nào cũng binh vợ chầm chập. Má nói cho con nghe nè, con là anh trai lớn, trách nhiệm mà con xây nhà cho cha, cho mẹ, cho anh em á, cái điều đó là đương nhiên. Nhưng đâu có phải con xây nhà rồi con muốn làm cái gì rồi con làm. Con thấy không, em út của con đó, nó nheo nhóc như vậy đó. Con không lo được cho nó thì cũng đừng có hớt nó ra khỏi nhà chứ. Má không có đồng ý gì đâu. Thì tại vì anh cũng cần gấp nên anh mới lấy của em thôi. Không lấy của em thì lấy của ai? Má anh với các em của anh đưa cho anh hả? Sao em cứ ghét gia đình anh vậy? Sự thật là như vậy. Lúc anh sa cơ ngã ngựa, người ta không có giúp anh đâu. Để hỏi ý em mày sao, rồi tao cho mượn. Sao bữa nay về sớm vậy? Thằng Hiếu sao rồi? Có ông bà lo rồi, anh khỏi lo. Em không nói kiểu đó không được hả? Em đang bực bội đó, anh đừng có mà kiếm chuyện với em.